Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 12 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị trực tuyến tại 292 điểm cầu trong toàn tỉnh để quán triệt và triển khai thực hiện kết luận quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13. Đến dự có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Được và Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Úc dự tại điểm cầu huyện Đức Hòa. Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt triển khai nội dung tổng quan về hội nghị Trung ương 4, gồm kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm và kế hoạch số 55 của tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 21 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông nguyễn văn được nhấn mạnh đây là những nội dung rất quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trách nhiệm của mỗi cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị cán bộ đảng viên là phải quán triệt triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các nội dung này trong đó quan tâm quán triệt xây dựng các phẩm chất giá trị cốt lõi mà cán bộ đảng viên cần tiếp tục rèn luyện phát huy trong giai đoạn hiện nay đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác tổ chức triển khai ở địa phương đơn vị đảm bảo công tác triển khai khẩn trương đồng bộ chất lượng hiệu quả và đặt yêu cầu đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội 13 của đảng